Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn ẩn cái trạng thái hoạt động của các bạn ở trên cái ứng dụng TikTok. Có nghĩa là các bạn sẽ ẩn cái trạng thái online của bạn đối với những người mà các bạn đã kết bạn hoặc là những cái người mà bạn follow. Thì khi đó các bạn mặc dù là các bạn online ở trên TikTok nhưng mà người ta sẽ vẫn hiển thị và thấy là các bạn đang offline nha. Thì để làm được điều này, các bạn sẽ mở ứng dụng TikTok của bạn ở trên điện thoại lên. Xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ là hồ sơ ở phía dưới góc bên phải nè, bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp đến là các bạn nhấn vào chữ là quyền riêng tư nè. Rồi xong sau đó thì ở đây có chữ là trạng thái hoạt động nè, các bạn sẽ tích cái phần này về cái màu đen. Tức là các bạn khi đó các bạn vẫn chơi TikTok nhưng mà người ta kết bạn với các bạn hoặc là follow các bạn thì người ta sẽ không biết được là các bạn đang online nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn ẩn cái trạng thái hoạt động của bạn ở trên TikTok. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.